Chào mừng các em đến với lớp học môn thể dục lớp 3. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đi vượt chướng ngại vật thấp, trò chơi thi xếp hàng. Mục tiêu và yêu cầu. Mục tiêu thứ nhất, ôn đi vượt chướng ngại vật thấp, yêu cầu các em biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. Mục tiêu thứ hai, ôn trò chơi thi xếp hàng, yêu cầu các em biết cách chơi và tham gia chơi tích cực. Qua bài học này, các em sẽ ý thức được cách đi vượt chướng ngại vật và rèn luyện tính nhanh nhẹn. Đồ dùng học tập mà các em cần chuẩn bị đó là thùng giấy và ghế. Để bắt đầu vào tiết học, chúng ta sẽ khởi động. Các động tác khởi động như sau: xoay cổ tay, cổ chân, xoay cánh tay, xoay khớp hông, xoay khớp gối và gập duỗi. Các em xem thầy khởi động và cùng khởi động với thầy. Xoay cổ tay cổ chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi chân đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Xoay cánh tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Hai tay chống hông xe hông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Hai, xây khớp gối từ ngoài trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Hai chân chụm lại, xây từ phải qua trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Gập duỗi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Sau khi khởi động xong, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện bài tập thứ nhất. Đi vượt chướng ngại vật thấp. Chướng ngại vật thấp chúng ta gồm có thùng giấy, ghế và rãnh nước. Các em xem thầy thực hiện bài tập đi vượt chướng ngại vật thấp. Vào chỗ chuẩn bị. Đi. Cách thực hiện bài tập đi vượt chướng ngại vật thấp như sau. Các em sẽ có hai vạch, vạch chuẩn bị và vạch xuất phát. Các em sẽ đứng vào vạch chuẩn bị. Khi nghe hiệu lệnh của thầy kêu vào chỗ, thì các em bước lên vạch xuất phát. Chân trước đặt sát vạch, chân sau kiển gót, hai tay đi tự nhiên nhìn thẳng về trước. Khi nghe hiệu lệnh đi, thì các em sẽ bước đi qua chướng ngại vật. Chân mình bước lên trên chướng ngại vật. Khi tới rãnh nước, thì các em sẽ nhảy qua và vòng qua cờ các em về. Tiếp tục thực hiện lần tiếp theo. Rồi các em xem thầy thực hiện lại. Chuẩn bị. Đi. Sau khi thực hiện bài tập đi vượt chướng ngại vật xong, thì chúng ta sẽ tiến hành chơi trò chơi. Trò chơi tên là thi xếp hàng. Mục đích của trò chơi rèn luyện tinh thần kỷ luật và tính nhanh nhẹn cho các em. Trước khi chơi trò chơi, các em cần học thuộc bằng điệu sau đây. Xếp hàng thứ tự, xin nhớ đừng quên. Nào bạn nhanh lên, đứng vào đúng chỗ. Khi các em đã học thuộc cái bằng điệu này rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành cách chơi trò chơi thi xếp hàng. Cách chơi như sau. Khi các em nghe hiệu lệnh, cả lớp thành bốn hàng ngang tập hợp của thầy và của lớp trưởng. Sau khi nghe hiệu lệnh đó xong thì các em nhanh chóng xếp vào hàng và đọc vần điệu trên. Khi các em đọc xong, đồng thời cũng là lúc các em phải tập hợp xong và các em phải đứng nghiêm đúng thứ tự của mình trong tổ. Tổ nào tập hợp nhanh, đứng đúng vị trí, thứ tự, thẳng hàng và đọc vần điệu đều là tổ đó thắng. Trò chơi này, các em sẽ thi đua các tổ với nhau. Tổ nào thực hiện trước là tổ đó thắng. Tổ nào thực hiện sau thì tổ đó thua. Tổ thắng sẽ được vỗ tay tuyên dương.
Đổ thua, phục vụ một bài hát. Khi các em thực hiện hai bài tập vừa rồi, thì chúng ta sẽ tới là thả lỏng. Các em thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân. Mời các em cùng thả lỏng với thầy. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Kết hợp rũ tay và rũ chân. Ở động tác thả lỏng, các em tập nhẹ nhàng, không dùng sức nhiều. Sau khi thực hiện thả lỏng xong, thì chúng ta sẽ hội thoại hệ thống lại bài. Tiết học hôm nay, các em đã học được những nội dung sau đây. Thứ nhất, bài tập đi vượt chướng ngại vật thấp. Thứ hai, đó là trò chơi thi xếp hàng. Qua tiết học hôm nay, thì mong rằng các em sẽ tự tập luyện ở nhà để rèn luyện sức khỏe và nhanh nhẹn hơn khi tham gia trò chơi. Chúc các em học tập vui và khỏe. Thầy xin chào các em.